Xin chào các bạn, chào bạn quay trở lại với kênh Vườn Máy Tính. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài Windows 8 trên con chi máy ảo VMware. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cài đặt cái phần mềm này nhỉ. Hai thì chúng ta sẽ thực hiện vào cái dòng này, kiện new. Rồi bước này ta để mặc định Next. Bước này ta chọn dòng thứ hai để chọn file ISO nhé. Các bạn mà chưa có file ISO thì chúng ta vào download ở trên trang chủ của Microsoft nhé. Windows 8.1 nhé. Đây, ta sẽ vào cái link kết quả đầu tiên. Rồi, chúng ta sẽ chọn cái bản đây. Hoặc các bạn có thể download bằng tool. Nhưng ở đây mình sẽ download thẳng nha. Đây mình chọn bản 8.1 này. Còn phim. Rồi, bước 2 ta sẽ chọn rồi, chọn tiếng Anh nhá. Rồi, bước này nó sẽ ra hai bản 32 bit và 64 bit. Ở đây các bạn sẽ tùy chọn các bạn tải nhá. Đây mình sẽ tải bản 64 bit đây. Tải về đây mình đã tải về sẵn rồi nhá. Ok. Bước này chúng ta sẽ chọn vào cái file ổ đĩa vừa file Windows 8 vừa tải về sẵn đấy. Rồi. ISO đây. Rồi bây giờ các bạn next chọn cái file nhá. Đây file ISO đây. Next. Rồi bước này Windows 8.1 rồi, các bạn có cây thì nhập cây, path bạn muốn điền path vào thì điền vào đây, tên thì admin bạn thay tên bạn được, rồi bạn next yes Windows 8x rồi yes, cái này bạn để ổ cứng là bao nhiêu ghi các bạn đánh điền số ở đây đây. Rồi bây giờ các bạn fix. Rồi bây giờ máy sẽ tạo cái đĩa ảo nhá, đĩa ảo để chạy cài Windows 8 8.1 đi, Windows 8 8.1 được giống nhau gần thế, nghĩ nó gọi thế cho nhanh. Rồi sau khi các bạn tạo đĩa ảo xong thì máy sẽ tự động chạy nhá. Đây nó sẽ chạy vào, sẽ auto start. Nếu mà không chạy thì bạn chuột phải vào chọn power để start đây, hoặc kích vào cái mũi tên nó. Giờ máy nó bắt chạy mình sẽ chọn chế độ full screen nhé. Rồi vậy là sau 10 phút thì mình máy đã chạy hoàn thành bước cài đặt Win. Đây ở đây nó chưa active đây. Nó sẽ báo Win 8.1 ở bên đây nhá. Đây máy sẽ tự động chạy cái tool của nó. Máy sẽ khởi động lại một lần nữa nhé. Thôi như vậy là mình vừa đã cài xong cái Windows 8.1 trên máy ảo thành công. Đây mình sẽ chỉnh sửa cho bạn xem nhé. Rồi đây mình đã cài thành công. Đây nó RAM nó chỉ là 1GB thôi, chạy bằng 32 bit. Còn nếu bạn muốn chỉnh sửa, quên chưa bạn quên này, bạn muốn chỉnh sửa thêm thì chúng ta sẽ chỉnh sửa ở cái phần mềm VMware này nhé. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn.